Chương trình giải phương trình bậc 2. Như vậy thì giải phương trình bậc 2 là chúng ta xuất ra nghiệm x1 x2, cho nên chỗ này chúng ta cũng không cần trả về làm gì cả, và chúng ta xuất xuất trực tiếp luôn. Giải phương trình bậc 2, mở ngoặc đóng ngoặc. Ở chỗ này các bạn cũng chưa cần tham số vào gì hết á, viết đơn giản vậy đi cho thầy ha, chưa cần tham số đầu vào ABC gì cả, cứ giải phương trình bậc 2. Và sau khi bạn viết một cái đoạn code cực đơn giản như thế, bạn biên dịch cho thầy một cái không lỗi, viết tiếp, đừng có viết nhiều quá, đến khi mà mình biên dịch nó lỗi mình không biết đâu mà sửa. Rồi ở chỗ này bạn giải phương trình bậc 2 thì bạn sẽ có hệ số ABC. A phẩy B phẩy C. Và nhập vào. Nhập vào hệ số A. Phần trăm F A. Rồi copy ra. Nhập vào hệ số B. Nhập vào hệ số C. Nhập vào ABC. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ suy nghĩ trong đầu và chúng ta sẽ thực hiện. Nếu như mà phương trình bậc 2 mà chúng ta có cái dạng là a x bình phương cộng b x cộng c bằng 0. Như vậy thì cái phương trình của chúng ta, nếu trong trường hợp mình nói miệng nhé, chưa có tin gì ở đây cả, nếu trong trường hợp mà a bằng 0 thì có phải là cái chỗ này là không tồn tại không? Nếu a bằng 0 thì chỗ này không tồn tại. Và nếu như a bằng 0 thì chúng ta sẽ có gì các bạn? Phương trình bậc bậc nhất. Phương trình của chúng ta nó chỉ còn cái này thôi. Cái này là phương trình bậc 1. Đúng chưa? Và chúng ta giải như cái bài số 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 2. 2.1. Phải không? Chúng ta cũng biện luận nếu B bằng 0 và C bằng 0 thì phương trình vô số nghiệm. Còn nếu mà B đó tương tự như vậy thì mình sẽ xét từ từ. Đó là trường hợp thứ nhất, nếu A bằng 0. Còn nếu không phải thì nó ra một cái nhánh thứ hai. Ra một cái nhánh thứ hai. Bây giờ nó là phương trình bậc 2 thực thụ. Thì để giải phương trình bậc 2 các bạn đã học rồi, làm sao để mình giải phương trình bậc 2? Làm sao các bạn? Hello. À, để giải phương trình bậc 2 thì chỗ này chúng ta sẽ lập delta. Có công thức bằng B bình phương trừ 4AC. Và sau khi chúng ta lập delta xong thì chúng ta xét xét delta. Nếu mà delta nhỏ hơn 0 thì vô nghiệm. Nếu mà delta bằng 0 thì nghiệm kép. Nếu mà delta lớn hơn 0 thì hai nghiệm.
Như vậy là xong bài toán hoạt 2 chưa? Xong chưa các bạn? Xong rồi đó. Như vậy nếu như mà đừng nói gì đến tin học hết thì các bạn có thể tự vẽ ra cái này được không? Được không? Hy vọng là được đúng không? Có ai mà khó khăn ở chỗ này không nào? Như vậy mình đã có được cái hệ số ABC rồi. Bây giờ mình sẽ xét điều kiện trước tiên nè. Nếu A bằng 0, nếu là tin học A bằng 0 thì làm gì? Nếu A bằng 0 thì làm gì? Chỗ này giải phương trình bậc 1 BX cộng C bằng 0. Đó. Đúng không? Mình giải phương trình bậc 1. Còn không? Còn không? Thì chỗ này mình sẽ lập delta và tính nghiệm. Đó. Như vậy thì cái đoạn của mình if lớn á, là nó sẽ như vậy đó. Được không các bạn? Cái này gọi là chia để trị đó các bạn. Chia để trị đó. Rồi bây giờ mình sẽ giải phương trình bậc nhất với bx cộng c bằng 0. Như vậy để giải phương trình bậc nhất này có phải là bây giờ mình sẽ vô đây mình if b bằng 0 thay vì hôm trước mình sẽ if gì? Hôm trước mình if gì? Phương trình bậc nhất của mình if a bằng 0. Ha. Còn bây giờ thì cái của mình, phương trình của mình là bx cộng c bằng 0, cho nên mình đổi cái b này, cái a này thành b, đổi cái b này thành c, xong rồi đó. Xong rồi. Rồi, như vậy chỗ này mình sửa lại. Nếu trường hợp b bằng 0. Rồi, nếu c bằng 0 thì mình sẽ kết luận rằng là, kết luận gì đây? Phương trình sao? Vô số nghiệm. Kịp chỗ này không? Tại sao kết luận chỗ này vô số nghiệm? Kịp không? Còn không? Cái gì cũng im lặng hết. Im lặng đó là đáng sợ nha. Im lặng đó là im lặng đáng sợ đó. Phương trình vô nghiệm. Chứ không phải là im lặng là đồng ý đâu. Nếu như b bằng 0 mà c bằng 0 luôn thì là phương trình vô số nghiệm. Còn nếu như mà c khác 0 thì phương trình vô nghiệm. Còn không? Nghiệm của phương trình. X bằng phần trăm F phẩy cái gì các bạn? Trừ gì? Trừ C trên B. Có cần F kiểu không? Có cần F kiểu không? Bởi vì trên này mình đã khai báo plot rồi. Thì dưới này mình không cần ép kiểu nữa. Không cần ép kiểu ha. Rồi. Đó là xong cái phần giải phương trình bậc nhất. Đây là giải phương trình bậc nhất nè. Giống y chang như đoạn code ở trên. Rồi. Bây giờ nếu mà trường hợp A không bằng 0. Tức là cái đoạn này là A khác 0. A khác 0. Là đây. A khác 0 đây. Lập delta và giải. Đó, như vậy chỗ này mình sẽ khai báo một cái biến delta. Mình
lại phát sinh một cái biến gọi là delta. Rồi, chỗ này mình sẽ lập delta bằng B bình phương B nhân B, hoặc là bạn dùng một cái hàm nhân cũng được, cộng 4 trừ chứ, trừ 4 nhân A nhân C, B bình phương trừ 4AC. Rồi, lập delta được rồi ha. Lập delta được rồi. Xong cái phần này. Tiếp tục xét delta. Nếu, chỗ này có phải là có chữ nếu không? Nếu. Thì chỗ này nếu. Nếu. Rồi, nếu. Delta. Nhỏ hơn. Không. Thì sao? Thì xuất ra. Vô nghiệm. Đó, xuất ra phương trình vô nghiệm. Đúng không? Nếu delta nhỏ hơn 0, xuất ra phương trình vô nghiệm. Còn không? Hả? Rồi, print thiếu F. Ok. Còn không? Nếu delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép. Nghiệm kép là gì đây? X bằng phần trăm F. Nghiệm kép là gì? Trừ. À, trừ B trên 2 nhân A, trừ B trên 2A. Đó, phương trình có nghiệm kép trừ B trên 2A. Trừ B trên 2A. Rồi, ok. Còn không? Nếu trong trường hợp mà nó không đúng vậy luôn. Không đúng vậy luôn. Phương trình có hai nghiệm xiệt n. Xiệt t x 1 bằng phần trăm f phẩy trừ b. Trừ b, chú ý chỗ này, nghiệm của nó sẽ là trừ b cộng căn delta chia cho 2a. Như vậy nguyên cả cái này là nó nằm trong cái ngoặc trừ b. Như vậy chỗ này mình mở một cái ngoặc nhé, mở một cái ngoặc trừ b cộng căn delta. Căn là cái gì? S Q R T, căn bậc 2. Còn nếu không biết thì vui lòng, dân ta phải biết xử ta. Cái gì không biết thì tra Google. Tính căn bậc 2 trong C. Đó, tính căn bậc 2 trong C. SQRT. Được chưa? Cú pháp của cái hàm SQRT. Và nhớ thêm cái thư viện Math để cho nó đưa mấy cái thư viện toán học vô. Include Math vô. Nếu như bạn không include Math, bạn sử dụng SQRT nó sẽ báo lỗi. Rồi, như vậy chỗ này SQRT của delta.
khai báo thư viện vô đây. Khai báo thư viện mát vô. Rồi, đề ta. Trên 2A, xuyệt mở ngoặc 2 nhân A. Đó là nghiệp X1. Tương tự như vậy, X2. Trừ căn delta chia 2A. Và chúng ta đã giải xong bài phương trình bậc 2. Và chúng ta lấy cái này đưa vào để chúng ta gọi. Đó, như vậy là chúng ta đã giải được cái phương trình bậc 2. Nhìn lại nhé. Nhìn lại. Nếu A bằng 0 thì nguyên cái cụm này là mình đang giải phương trình bậc nhất với B x cộng C bằng 0. Còn không, nếu A khác 0 thì nếu A không bằng 0 thì tức là chỗ này A khác 0. A không bằng bằng 0. Đó, tức là A khác 0. Thì mình sẽ lập delta bình phương trừ 4AC. Nếu, đây, sau khi lập delta xong thì bắt đầu xét. Nếu delta nhỏ hơn 0, phương trình vô nghiệm. Nếu delta bằng 0, phương trình có nghiệm kép. Nếu delta lớn hơn 0. Nào. À, rồi. Ok, sorry, hèn chi. Rồi. Thank you. Rồi, delta bằng 0. Ba. 1 4 2. Ok, thank you very much. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm xong bài giải phương trình bậc 2. Chỗ này thiếu dấu bằng khi mà chúng ta làm phép toán so sánh. Sao? Ừ.